Dự án tái định cư thôn Làng Nủ có quy mô giai đoạn 1 khoảng 10 ha, sắp xếp được khoảng 40 nhà dân. Thiết kế nhà ở theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày, cùng các công trình phụ trợ, nhà văn hóa hay trường học. Đại diện Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, không chỉ dừng lại ở việc xây dựng 40 căn nhà, mà Quỹ Tấm Lòng Việt sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con Làng Nủ trong tương lai, hỗ trợ con cái được đào tạo nghề và tạo công ăn việc làm sau này. Đến hôm nay, Đài Truyền hình Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban nhân tỉnh tổ chức cái lễ khởi công 40 căn cho các hộ bà con tham dự buổi lễ, thì với một cái tinh thần rất là biết ơn Đảng, biết ơn nhà nước và các cái tấm lòng hảo tâm, đặc biệt là Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là một cái khối lượng công việc rất là lớn, trong khi đấy là chúng ta vừa triển khai, vừa và lần thiết kế rồi vừa quy hoạch, vừa thi công. Đấy, cho nên mà chúng tôi phải huy động một cái lực lượng rất là lớn với quyết tâm và bằng mọi cách là phải bàn giao cho người dân vào ở trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Trong khi chờ đợi khu nhà tái định cư, những ngôi nhà tạm đã được hình thành trên mảnh đất Làng Nủ, làm ấm lòng bà con trong 3 tháng chờ đợi. Đúng 7 ngày, khu tạm cư mới gồm 23 căn nhà đã được hoàn thành trong sự chờ đón của rất nhiều cư dân thôn Làng Nủ. Trong mỗi căn nhà tạm này đều đã được trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt gia đình. Và bữa tối ngày hôm nay, nhiều gia đình đã có thể chuẩn bị cho mình những bữa ăn sau nhiều ngày phải đi ở nhờ. Mừng ga với chan ở đâu? Mai kia là về là có chỗ để cho vợ với con để ở rồi ạ. Vì là vợ con đang nằm trên bệnh viện để điều trị. Để có được kết quả thần tốc này, phải kể đến những nỗ lực của cả hệ thống chính quyền địa phương, lực lượng xây dựng, quân đội, dân phòng, thanh niên, cùng sự vào cuộc kịp thời của Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup. Không thiếu một cái gì, quá là vui ạ. Cảm ơn những nhà hảo tâm và những nhà mạnh thường quân đã giúp đỡ. Có một nơi ở tạm, cuộc sống bình thường ổn định đã bắt đầu quay trở lại với bà con. Dự kiến trước ngày 31 tháng 12 năm nay, một Làng Nủ mới sẽ chính thức hiện hữu, đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân nơi đây.